phần trên là mình cắt ớt nha. Ớt mình mới kiểm soát tóc được. Tóc nam á là sẽ có điểm sấy ở đây, nhưng mà cái phom đầu người ta lúc nào nó cũng sẽ bị móp nè, gờ vô đi là thấy nó sẽ có móp, điểm móp điểm này liền là mình sẽ bắt phạm lên cái điểm đó, giữ cái sấy xíu, không có cắt ngay chặt cái sấy nha. Chia tóc nè, chia đường sáng. Cái tóc ra cắt theo phong độ, theo cái chuẩn ở dưới. Mình có thể cắt hơn cái chuẩn nửa phân để mình hạ xuống nè, nó sẽ liền với cái chuẩn luôn. Ở dưới đây thì anh sẽ cắt đúng theo cái chuẩn nha. Nè, cái chuẩn ở dưới đây nè, chuẩn ở dưới, thấy không mọi người, thấy không, cắt theo cái chuẩn. Chia sẻ hết giờ bên này cắt hết. Thấy cái chuẩn cắt. Ở đây anh sẽ cắt hơn cái chuẩn một pha nửa phân nha. Bỏ xuống thì nó sẽ liền. Để mình cắt phạm đi quá là nó sẽ bị lủng á, nó bị khớp liền. Cắt hơn cái chuẩn nửa phân hạ xuống thì nó rõ thì nó cái khớp, không thấy cái khớp. Phá cái điểm nhọn nè, bắt ngược lại, thấy góc nhọn không, bấm nhẹ cái góc nhọn xíu để nó cậu lên cái hẳn ra, bấm nhẹ góc nhọn cái bấm ngược lên, bấm nhẹ góc nhọn cái thì nó sẽ có một hình tròn, nó đỡ bị nặng cái con đầu của mình.